Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay cùng mình đi giải cứu và tìm xe đồ chơi nha. Ui các bạn ơi, ở dưới dòng nước này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải đang cứu hộ này. Xe tải đang trôi nước này. Đấy, đây này các bạn ơi, đây là một chiếc xe môi trường chở rác này các bạn ơi. Đấy, xe môi trường chở rác đấy các bạn ơi. Nào, ui, ở đây mình còn giải cứu được một chiếc xe vận tải vận cầu. Dậy, các bạn ạ, đây là một chiếc xe vận tải vận cầu nha. Ấy, các bạn ơi, ở trên này còn nhiều xe quá này các bạn ơi. Đây rồi, đây các bạn ơi, mình còn phát hiện ra đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, xe bán tải này. Đấy, một chiếc xe bán tải đấy. Oanh, các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát G65 nha, mở cửa luôn. Mở cửa luôn, oanh. Các bạn ơi, đây là ô tô cảnh sát G63 này. Ui, đợi tôi rút lắm ấy. Các bạn ơi, đây là xe ô tô cảnh sát này. Ui, có cả lốp dự phòng luôn. Có cả lốp đánh dự phòng luôn, mở được cánh cửa luôn. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Xe bồn chở bê tông này. Ui, đây là xe cân cầu móc này các bạn ơi. Đây là xe cân cầu móc nha. Ui, chiếc xe này đẹp quá. Xe tải đen chở đất màu xanh này. Xe tải đen chở đất màu xanh này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Ui, xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông. Ui, các bạn ơi. Ui, nhiều xe đồ chơi lắm. Bây giờ mình đi nhặt xe đồ chơi nha. Mình sẽ đi tìm và giải cứu xe đồ chơi thôi. Ui, ở bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Đây rồi, mình đã phát hiện ra một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe xúc lật này. Ôi, các bạn ơi, xe xúc lật nha, đẹp quá các bạn ơi. Ui, bây giờ mình sẽ cho quái tải để mang vào chơi đi các bạn ơi. Đây rồi, mình lại còn phát hiện ra đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Một chiếc xe bán tải, xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Ui, chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải này xịn xò quá. Đây rồi các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc ô tô bay này. Đây là một chiếc xe ô tô biến hình thành máy bay cảnh sát này các bạn ơi. Bây giờ sẽ bay vào cái túi của mình nha. Đấy, các bạn đánh ngầu chưa nào. Ui, đẳng cấp chưa. Nào, bay vào cái túi của mình. Các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe cẩu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu trên đi múc cát đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe này đẹp quá, xịn xò quá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Đây là các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe xúc lật nữa này. Đây là một chiếc xe xúc lật đẹp quá các bạn ơi. Ui, xịn xò quá các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Nào các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe tăng quân sự này. Đây là một chiếc xe tăng quân sự này. Ui, chiếc xe tăng này xịn xò và đẳng cấp quá các bạn ơi. Đấy, các bạn ngầu chưa nào, ngầu chưa. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tăng quân sự ngầu quá, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe ô tô Lamborghini này. Đây là một chiếc xe Lamborghini rất là xịn đấy các bạn ơi. Ở trong một cái sọt của mình thôi. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp thôi. Mình tìm xem còn xe gì xịn không nha các bạn nhá. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe cẩu múc cát có 4 cái đánh màu trắng này. Đây là xe cần cẩu múc cát có 4 cái đánh màu trắng, rất là đẹp luôn. Ui, các bạn đánh nhau chưa nào. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi xịn xò đấy các bạn ơi. Đây rồi, mình đã tìm thấy một chiếc xe tải đen cảnh sát này. Đấy, một chiếc xe tải đen cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc máy cày ruộng này. Đấy, mình lại tìm thấy một chiếc máy cày ruộng đấy các bạn ơi. Thôi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này vào trong cái túi của mình. Bây giờ thì mình đi tìm tiếp các bạn ơi. Mình sẽ múc cát để tìm xe đồ chơi ở dưới đống cát này các bạn ơi. Mình tìm xem có xe gì ở dưới đống cát không nhá. Đây rồi các bạn ơi. Mình đã tìm thấy một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn. Đó, các bạn ơi, các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này có xịn xò không? Đẳng cấp không? Rồi mình ở đây nhá. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình múc cát để giải cứu xe đồ chơi tiếp nào. Đây là máy xúc cát siêu cao cường độ. Mình sẽ múc để giải cứu xe đồ chơi nào. Đây các bạn ơi, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Đây rồi. Ui, các bạn ơi, giới thiệu mà các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe buýt xịn xò đấy các bạn ơi. Đây rồi. Đấy, mình đã tìm thấy một chiếc xe buýt có rất là nhiều ghế ngồi ở bên trong kìa các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xe buýt này có xịn xò và đẳng cấp không nào? Đấy, mình rất là thích chiếc xe buýt này đấy các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chiếc xe buýt này có mới không? Có đẹp không nào? Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm đến cho xem, quá là xịn xò đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Wow, đẹp quá là quá. Thôi, bây giờ mình ở đây, bây giờ mình lại cùng mình lại bới tiếp để tìm tiếp cho con xe gì bên dưới. Ui các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe gì màu trắng trắng này các bạn ơi. Mình lại giải cứu được một chiếc xe gì màu trắng trắng này. Các bạn xem đây là xe gì nhá, hồi hộp lắm các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe gì các bạn ơi? Đây là một chiếc xe này, là xe cảnh sát chở phạm nhân nhá. Đấy các bạn, để chiếc xe này có đẹp không nào, có xịn xò và đẳng cấp không nào? Quá là mới luôn nhá, quá là đẹp luôn. Đó, xịn xò quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp cho con xe gì bên dưới không nhá. Đây các bạn ơi. Ui, ở đây mình còn tìm thấy rất là nhiều xe này các bạn ơi. Đây rồi, đây là xe gì nào? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, mình giải cứu thành công một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không nào? Mình giải cứu thành công một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Đấy, hai chiếc xe này đẹp không các bạn ơi? Xe cần cẩu to này, xe cần cẩu nhỏ này. Nào, các bạn ơi, bây giờ cùng mình giải cứu tiếp nào. Mình sẽ bới phát để tìm giải cứu tiếp theo chưa nào. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giải cứu tiếp nào.
Đây rồi. Các bạn ơi, đây rồi. Mình giải cứu thành công một chiếc xe bồn này. Đây là một chiếc xe bồn nha. Đó, xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đẹp quá. Nó xịn sò quá các bạn ơi. Coi mẹ đấy nhá. Các bạn ơi. Đây rồi. Đây các bạn ơi. Đây rồi, mình lại phát hiện ra một chiếc xe ô tô Lamborghini này. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini rất đẹp xịn sò và mới này các bạn ơi. Wow, chiếc xe Lamborghini này xịn sò và đẹp quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Đây rồi các bạn ơi, mình lại phát hiện ra một chiếc. Mình đi tìm xe đồ chơi nhá. Mình sẽ bới rau để tìm xe đồ chơi nào. Ui, các bạn ơi, mình đã tìm được rất là nhiều xe rồi này. Đây các bạn thấy không? Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ. Một chiếc xe cần cẩu móc đây. Ui, đẹp quá. Đó, xịn quá. Rồi, một chiếc xe rồi. Tiếp theo là một chiếc xe ben chở đất này. Đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Đấy, đây nữa các bạn ơi. Ui, mình tìm thấy một chiếc xe màu xanh này. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Wow, đây mình tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc cái này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe cần cẩu đấy. Đấy, các bạn thấy không nào? Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình có tìm thấy một chiếc xe dưới này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Wow, nhiều xe quá. Đây nữa các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, xe cẩu múc cát này. Đây, mình bới tiếp để tìm tiếp nào. Wow, bới nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini này. Đây là một chiếc ô tô này. Một chiếc xe đua trong suốt này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Xịn sò quá. Wow, đấy các bạn thấy không nào. Mình đi tìm tiếp nào. Wow, các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây rồi. Đây là một chiếc xe gì nào. Đây là một chiếc xe xúc nạp nhá. Đấy, một chiếc xe xúc nạp đẹp quá. Wow, mình đi tìm tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe xúc nạp màu vàng này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe xúc nạp màu vàng đẹp quá. Ui các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa đây. Đấy nữa các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều xe quá. Ui, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe này là tàu hỏa này. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đấy, mình tìm được một chiếc xe lửa rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe gì có cái bồn này. Đây là xe bồn nha, xe bồn chở xăng dầu đấy. Ui đẹp quá các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, mình bới tiếp để tìm tiếp nào. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy, máy xúc cát đấy. Wow, đẹp quá. Ui các bạn ơi, mình lại đi tìm tiếp nào. Mình đi tìm tiếp xem còn xe gì nữa không nào. Wow. Ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc cái này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Bây giờ đi vào trong sân nhà mình tìm xe đồ chơi nhá, múc cát nào. Đây các bạn ơi, một thế giới xe đồ chơi ở đây này. Đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này. Các bạn thấy không? Một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đẹp quá. Mình rất là thích chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này đấy. Động cơ cũng rất là mạnh luôn. Các bạn ạ. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát động cơ quá là mạnh luôn. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào lại giới thiệu với các bạn tiếp theo. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá. Xe tải chở 2 chiếc ô tô đồ chơi đấy. Đây trên này còn có cả xe trộn bê tông xịn sò đây. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa, ngầu chưa nào. Wow, ở đây còn có cả một chiếc xe đâm hàng này, xe máy xúc cát này. Wow, xe xúc nạp này. Đây là xe xúc nạp này các bạn ơi. Wow, đấy các bạn thấy không nào. Một chiếc xe xúc nạp có gầu ủi cát luôn đấy. Nó động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa. Đó, đây là một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp. Tiếp theo cũng là một chiếc xe bíp nữa này các bạn ơi. Hôm nay nhiều xe bíp quá. 3 chiếc xe bíp rồi. Ôi, mình tìm được 3 chiếc xe bíp rồi. Tiếp theo là một chiếc xe bíp cảnh sát nữa là 4 chiếc xe bíp này các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi tiếp nào. Mình có cái sọt này. Đấy, mình sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá. Ui các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng này. Đây là xe bồn đấy. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng này. Đây, đây là một chiếc xe bíp này. Đấy, một chiếc xe bíp nhá. Tiếp theo là xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nhiều xe chưa? Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Wow, xe lưng hàng này. Rồi, bây giờ cùng mình đi chạy xe nhá. Mình sẽ đi chơi trò chơi chạy xe thôi. Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Đó, một chiếc xe lưng hàng xịn xó nha. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bíp nữa nha. Đấy, một chiếc xe bíp. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ấy, xoay được cả bồn. Bây giờ mình phải chạy thử luôn xem tốc độ có đỉnh cao nhá. Wow, hay quá. Chạy rất là nhanh luôn. Nào, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi.
Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Wow, ngầu chưa nào? Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy. Đó, pip 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 pip. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Pip 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 pip. Ui, các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc xe một nào, ô tô cảnh sát này. Đấy, xe cảnh sát này, xe cảnh sát này hôm nay toàn là xe cảnh sát to rồi. Các bạn ơi, hôm nay nhiều xe cảnh sát to quá. Đấy, ô tô cảnh sát nha, xe chở phạm nhân nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò này. Các bạn ơi, wow, động cơ quá là mạnh này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa nào? Đây là một chiếc xe cảnh sát màu trắng siêu to khổng lồ đấy. To quá các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe cảnh sát này, xe cảnh sát chở phạm nhân này. Wow, đẳng cấp chưa? Rồi bây giờ của mình đi tìm tiếp thôi. Mình sẽ nhặt những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Rồi các bạn ơi đi thôi. Ở đây mình còn phát hiện ra có rất là nhiều xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, máy xúc cát. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy các bạn ơi. Nào, đây đây có cả xe ô tô cảnh sát G63 nhá các bạn nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là xe tải đen nhá, xe tải đen địa hình đấy. Ôi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Wow, xe tải địa hình này. Wow, đây các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông này. Wow, các bạn ơi, mình lại tìm thấy còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe bán tải nha. Một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 to hơn chiếc xe này. Các bạn ơi, mở được 4 cánh cửa luôn. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Wow, xe cứu hộ ô tô này. Đó, xe cứu ô tô, xe bít này. Xe bít này, wow. Xe bít nữa này các bạn ơi, xe bít nữa này. Wow, các bạn thấy nhiều xe chưa nào? Quá là nhiều xe luôn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe cho các bạn cùng xem nào. Đây là xe bít này. Đó, một cái xe bít động cơ rất là mạnh luôn. Nào, tiếp theo. Đây là một chiếc xe cứu hộ nhá. Một chiếc xe cứu hộ đấy các bạn ơi. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn nghe tiếng kêu thì mình nghe đúng không? Đây là một chiếc xe bán tải nhá. Xe bán tải rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe bít này. Đó, một chiếc xe bít xịn xò quá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn xò luôn. Các bạn thấy đẹp chưa nào? Ui, các bạn ơi, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Đó, đây, mình sẽ có cái sọt này. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Đây, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy 911 này. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông Boni. Wow, xoay bồn luôn các bạn ơi. Đây là xe Ben này. Đó, các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá các bạn ơi. Các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để nhận video mới tiếp theo từ kênh của mình nhá. Rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Wow, mình sẽ tắm bồn cho em ấy nào, tắm bồn cho cậu ấy nào. Wow, một con xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đây là một con xe bồn chuyên đi chở bê tông nhá. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này chuẩn chưa? Chúng ta mình sẽ làm sạch nhá. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp nhờ các bạn nhờ. Nó rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn đấy các bạn ạ. Đây, bẩn quá, màu vàng đấy các bạn ạ. Màu đất vàng đấy, nó dính bùn bẩn mất các bạn ơi. Chúng ta mình sẽ đi rửa sạch nhá. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn này có đẹp không? Thấy ngầu không các bạn? Quá là ngầu luôn nha. Ái cha, tắm bồn mát quá này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông chút nữa mình sẽ làm sạch nha. Đây, mình sẽ ở đây này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn thấy không? Đó, nào bây giờ cùng mình tìm tiếp một chiếc xe. Ui các bạn ơi, à đây là một chiếc xe máy xúc cát mới chưa? Đấy, một chiếc xe máy xúc cát mới này các bạn ơi. Ô, các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, múc bùn luôn. Xe cẩu múc bùn này. Wow, múc đất này. Múc đất này. Wow, các bạn thấy chiếc xe cẩu múc đất này có ngầu không nào? Quá là ngầu luôn nha. Bây giờ mình sẽ tắm bùn cho bạn ấy nào. Wow, một bạn xe máy xúc cát đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Đấy, các bạn ơi. Wow, vậy là mình đã nhuộm được một màu bùn đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát nhuộm được màu bùn đấy nhá. Đấy, ngáo không các bạn ơi? Đấy, mình đã nhuộm được 2 chiếc xe rồi nhá. Wow, các bạn thấy hay chưa? Nào, tiếp theo nào. Bây giờ mình nhuộm tiếp một chiếc xe tải nhá. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nhá. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đó, mình sẽ chọn, ui, tắm bùn luôn thôi.
các bạn ơi, đấy cho bạn này lựa máu buồn luôn nè. Đấy, xe tải 2 tầng chở ô tô cảnh sát dính bùn. Đó, chút nữa mình sẽ làm mới chiếc xe này nha. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô toàn là bùn đấy các bạn ạ. Ai chà. Nào, mình sẽ để đây 3 chiếc xe rồi nhá. 3 chiếc xe dính bùn rồi. Nào, bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Chiếc xe này là xe cần cẩu các bạn ạ. Ấy, còn có cả đèn luôn này các bạn ơi. Xe này còn có cả đèn luôn nha. Wow, một chiếc xe này ngầu quá các bạn ạ. Đấy, xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Đấy, xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Ồ, các bạn nghe cái động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này ngầu quá các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe đấy các bạn ạ. Ui, các bạn thấy hay chưa, đẳng cấp chưa. Wow, một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô đấy các bạn ạ. Wow, dính bùn rồi. Cho nữa mình sẽ làm sạch sau nha. Một nhuộm một màu bùn rồi các bạn ạ. Wow, đấy, mình sẽ nhuộm cabin này. Đấy, các bạn thấy không, một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Mình đã nhuộm được 4 chiếc xe rồi. Nào, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe gì nào. Wow, một chiếc xe tải. Xe tải đen các bạn ạ. Xe tải đen này. Ui, còn có cả âm thanh và ánh sáng đấy các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe tải đen địa hình ấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa. Đấy, bây giờ mình sẽ nhuộm màu bùn nó nha. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào. Một chiếc xe tải đen nha. Ui, wow. Đấy, các bạn thấy không. Toàn là bùn, dính bùn rồi các bạn ạ. Dính bùn rồi, wow. Xe tải đen dính toàn là nhiều bùn rồi các bạn ạ. Wow. Đấy, mình đã nhuộm được mấy chiếc xe đấy các bạn ạ. Nào, tiếp theo nào. Đây này, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Ui, xe cần cẩu móc này ngầu quá các bạn ạ. Ui, ê, cần dài nhá. Các bạn thấy chiếc xe cần cẩu móc này cần dài nhá. Wow, rất là dài các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc rất là dài luôn. Nào, bây giờ mình sẽ nhuộm dính bùn nó nhá. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, wow. Ui, wow, nhuộm dính bùn luôn này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Ê, các bạn thấy ngầu chưa. Đó, hay chưa. Wow, dính bùn rồi các bạn ơi, dính bùn rồi. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc các bạn ạ. Đấy, xe cần cẩu móc này ngầu không các bạn. Có là ngầu luôn đấy. Rồi, các bạn ơi, mình nhuộm được rất là nhiều xe đấy các bạn ạ. Wow, hôm nay toàn là xe đẹp nhuộm máu thôi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Có âm thanh và ánh sáng đấy các bạn ạ. Xoay bồn luôn này các bạn ơi. Ui, các bạn ấy đẳng cấp chưa. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Ai, nào bẩn quá rồi các bạn ạ. Bồn trộn bê tông màu vàng có thể xoay được cả bồn được cái đèo bê tông bên trong đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn này có xịn sao không nào. Rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Wow, đẳng cấp quá các bạn ạ. Đấy, xoay bồn cho đèo bê tông bên trong nha. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào. Wow, hay quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Wow, đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy hay chưa. Một chiếc xe cần cẩu móc màu vàng nha. Wow, các bạn thấy ngầu chưa nào. Đấy, mình nhuộm màu luôn, nhuộm màu luôn này các bạn ơi. Ây cha, một chiếc xe cần cẩu móc thành màu này rất là ngầu đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa. Đấy, đây là xe cần cẩu. Các bạn ơi, xe cần cẩu màu xanh nha. Đây là xe cần cẩu màu xanh đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy ngầu không. Động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Nó động cơ rất là mạnh luôn các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Đó, các bạn thấy không, quan tâm không. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẳng cấp luôn. Chính xong quá các bạn ạ. Đấy, nhuộm màu luôn. Đó, màu đất đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc màu xanh. Bây giờ này là mình một chiếc xe cần cẩu màu đất đỏ, đất vàng các bạn ơi. Ui, nào bây giờ mình nhuộm tiếp một chiếc xe. Ui, đây là một chiếc xe cứu thương màu trắng mới tinh này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu thương màu trắng mới tinh đấy. Wow, mở được cả cốp sau này các bạn ơi. Wow, màu trắng nha. Ôi, chiếc xe cứu thương này xịn xò quá, mở cửa luôn này. À, có 1, 2, 3 cái còi luôn các bạn ạ. Có 3 cái còi luôn đấy. Wow, xe cứu thương này ngầu quá các bạn ơi. Ui, các bạn thấy ngầu chưa. Một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cứu thương nha các bạn nha. Đây là một chiếc xe cứu thương đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Đó, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ôi, mình đã tìm được rất là nhiều xe nào. Tiếp theo nào. Wow, đây là một chiếc xe tải với ngầu này các bạn ơi. Xe tải chở ô tô luôn. Đó, xe tải 2 tầng luôn đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải 2 tầng nha. Wow, lưng được cả thùng này. Có thể hạ được cả thùng này. Ui, các bạn thấy ngầu chưa. Đó, một chiếc xe tải 2 tầng
Rất là đẹp luôn anh các bạn ạ. Quá là luôn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Ui, ngầu chưa các bạn ơi? Wow, hay chưa, hay chưa? Wow, ngầu chưa các bạn ơi? Oh, một chiếc xe tải 2 tầng chở ô tô ấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, xe tải 2 tầng các bạn ơi. Wow, hay chưa, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Đó, mình đổi rất là nhiều xe đấy các bạn ạ. Nào, tiếp theo nào. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy màu đỏ này, xe cứu hỏa thang đấy các bạn ạ. Xe cứu hỏa thang đấy, wow, xe cứu hỏa chữa cháy màu đỏ đẹp chưa? Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang. Đấy, mình sẽ nhuộm màu đất cho mọi người xem nha. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Wow, xe cứu hỏa thang chữa cháy các bạn ạ. Đấy, xe cứu hỏa thang chữa cháy rất là đẹp và mới nha. Đó, xịn xong các bạn ơi. Quá là xịn luôn nha. Wow, các bạn thấy ngầu đẳng cấp chưa nào? Wow, một chiếc xe cứu hỏa thang rất là xịn xó nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe cứu hỏa thang ở đây. Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. À, đây giới thiệu cho các bạn, đây là một chiếc xe ben nhá. Xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. À, xe ben chuyên đi chở đất đấy. Wow, các bạn ơi. Đấy, đó, có âm thanh và ánh sáng đấy các bạn, có âm thanh và ánh sáng đấy các bạn ơi. Đó, wow, đấy, các bạn đánh nhau chưa? Wow, đó, một chiếc xe tải ben chở bùn luôn, xe tải ben chở đất chở bùn luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn đánh nhau không, đẳng cấp không? Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cho mình nhượng được mấy chiếc xe nhá. Đây là xe tải này, đấy, xe tải nha, wow, xe cần cẩu, à, xe bồn trộn bê tông, xe cứu thương, à, xe cần cẩu, wow, xe cần cẩu đấy các bạn ạ, xe cần cẩu nha. Đó, lại còn có cả xe tải ben này, đấy, xe máy xúc cát này, xe máy xúc cát này, wow, xe tải chở ô tô các bạn ạ. Ui, xe cần cẩu móc này các bạn ơi, đấy, xe bồn trộn bê tông này các bạn, wow. Rồi, hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nha. Các bạn xem thấy hay nhớ theo dõi và đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nha. Rồi, xin chào, hẹn các bạn nha. Bye bye.